trò chơi Rubik đã tạo sức hút mãnh liệt với cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Bởi vậy không có gì ngạc nhiên khi món đồ chơi trí tuệ này luôn nằm trong top đồ chơi bán chạy nhất mọi thời đại. Vậy ba mẹ đã biết đồ chơi Rubik mang lại những lợi ích gì chưa? Đây là khối Rubik hình học không gian, là một loại trò chơi siêu trí tuệ mang tính thách đố cao không chỉ với trẻ nhỏ mà ngay cả với người lớn. Tuy nhiên Rubik cũng có những công thức cơ bản và quy luật giải mã riêng. Vì vậy người chơi cần phải nắm rõ và thật kiên nhẫn tìm ra cách giải phù hợp nhất. Khi chơi trẻ sẽ học được những thứ mà ta không ngờ tới, như là tăng khả năng giải quyết vấn đề, sự phán đoán cùng trí tưởng tượng hiệu quả. Bên cạnh đó, sự tập trung cũng là một khả năng rất cần thiết cho việc học tập cũng như là các lĩnh vực trong đời sống hàng ngày của bé sau này. Chơi Rubik sẽ giúp bé vừa được giải trí, vừa giúp tăng cường sự tập trung một cách hiệu quả. Xem ngay bên dưới để biết thêm thông tin chi tiết nhé.